Em xin chào tất cả anh chị em cô chú mình đang xem kênh của Nhân Vlog 1989 nha. Nếu mà ở nhà hồ của anh chị em cô chú nào mình nuôi cá coi Việt nè, F1 hoặc là cá Nhật á, mà cái tình trạng cá trong hồ của mình nó giống như trong video nè, thì anh chị mình đừng bỏ qua video này nha. Tại vì video này á, mình sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho anh chị em của chú mình cái cách xử lý liền nha. Mình đừng có để cái thời gian lâu quá, tại vì mình để cái thời gian lâu quá có khả năng là cá của mình cứu không được nha cả nhà. Trong video ngày hôm nay thì em mời mọi người cùng với là em sẽ ghé nhà của em Quốc Anh nha. Hồ này thì của mình thì đi vào hoạt động một cách ổn định rồi, nhưng mà Quốc Anh vừa mới bổ sung thêm cá mới. Chẳng may thì cá của mình nó lây toàn bộ cá trong hồ, giống như mọi người thấy á, không bơi, thả trôi, khép vây. Nếu mà cái tình trạng này để dài cực kỳ nguy hiểm nha, tại vì ở đây mình nuôi là cá Nhật. Đây là cái kết quả sau cái thời gian tầm cỡ khoảng 2 ngày khi mà mình xử lý này cả nhà. Vậy thì những cái bước mình xử lý như thế nào? Khi mình mua chẳng may trúng những bé cá bệnh về nó lây hết trong hồ của mình, làm như thế nào để mình cứu toàn bộ cá trong hồ của mình để tránh cái tình trạng rủi ro? Tại vì anh chị em của chú mình cũng biết á, mình nuôi cá Việt thì có khả năng ví dụ như nó mất rồi thì mình mua bổ sung thêm cá mới. Nhưng mà những con cá F1, những con cá Nhật, những con cá mà có giá trị cao, cái số tiền anh chị em của chú mình mua nó đắt á, là anh chị mình phải xử lý liền nha. Mình nói ví dụ như nó đi 1-2 con giống như trong hồ của Quốc Anh thì thật sự cái số tiền mình bỏ ra khá là nhiều đó. Vậy thì bây giờ cái cách mình làm như thế nào, xử lý ra sao nếu như mình mua trúng cá bệnh, mời anh chị cùng như là mình sẽ xem hết video nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Bước đầu tiên để mà xử lý đàn cá này của mình á, là anh chị em của chú mình ra ngoài tiệm thuốc tây mua giùm cho mình là tetracycline với là muối hột nha. Anh chị cũng biết rồi, nếu mà theo dõi kênh của Nhân một cái thời gian dài á, cái bài thuốc này mình hỗ trợ cho rất là nhiều anh chị em của chú mình nha. 5kg 12 viên trên một khối, anh chị để giùm cho mình 2 đến 3 ngày rồi mình thay nước nha. Đây là cái kết quả hồ của Đức Anh thời điểm hiện tại bây giờ sau 4 ngày mình điều trị nha. Cá toàn bộ trong hồ khỏe mạnh 100% rồi. Thì có rất là nhiều anh chị hỏi mình là Nhân ơi, vì sao là trong những cái clip á, anh thấy là em nói là để 3 ngày thay nước, có những clip 2 ngày rồi có những clip 1 ngày. Ở đây thì mình giải thích cho mọi người như thế này nè, nó sẽ tùy thuộc vào cá, nó tùy thuộc vào cái tình trạng cá của mình như thế nào nha. Ví dụ như cá chép sư tử, cá chép phi tần thì những cái loại đó mọi người để tầm khoảng 1 ngày hoặc là 1 ngày rưỡi mình thay nước là được rồi. Đa phần là những cái loại cá đó đó, khi mà mình cho tetracycline với là muối hột vào á, nó hồi phục rất là nhanh nếu như cái hệ thống lọc của mình tốt nha. Còn cá coi này của mình á, thì mình để nó hơi lâu tí xíu, rồi tùy thuộc vào cái thể trạng, cái tình trạng con cá thời điểm hiện tại nữa. Ví dụ như cá trong hồ của Đức Anh ở đây là mọi người thấy nó khép vây, nó không bơi, nó thả trôi rồi thì nó hơi nặng, mình để tầm cỡ khoảng 2 ngày hoặc là 3 ngày mình thay nước cũng được nha. Thì trong cái quá trình mình đánh thuốc với lại muối thì cũng có rất là nhiều anh chị hỏi là Nhân ơi có cho ăn được hay không, tại vì anh mua cá về 3-4 ngày không cho ăn rồi, bây giờ đánh thuốc với lại muối á, để thêm 3-4 ngày nữa thì có ảnh hưởng gì hay không? Thì mọi người nên hình dung như thế này nè, con cá coi này của mình á, mọi người để nó nhịn tầm cỡ khoảng 10 ngày, 2 tuần bình thường không sao hết. Tại vì trong cái quá trình mà mình đánh thuốc á, con cá nó đang bị bệnh, mình cho ăn nó tiêu quá không có được, cho ăn vào nhiều khi nó bị chướng bụng á, nó bị ngửa bụng, điều trị rất là khó. Nên là trong cái thời gian mà mình chưa thay nước thì tuyệt đối đừng cho ăn nha. Đó là mình để ví dụ như 2 ngày mà mình thấy cá trong hồ của mình toàn bộ nó bơi khỏe mạnh giống như của Đức Anh rồi, thì anh chị em của chú mình thay nước, thay 30% mình vệ sinh bên ngay chỗ ngăn lắng của mình, đến khi nào nước trong thì thôi, là mình không bổ sung thêm thuốc với lại muối nữa. Còn nếu như sau 2 ngày mà mình thấy cá trong hồ của mình nó vẫn còn cái tình trạng hơi nặng thì mình tiếp tục để thêm ngày nữa, sang ngày thứ 3 rồi mình thay nước. Thay nước mà thấy khỏe rồi thì thay đến khi nước trong. Còn sang ngày thứ 3 đã thay nước rồi mà cái tình trạng vẫn còn thả trôi, nó vẫn còn 1-2 con lờ đờ thì tiếp tục bổ sung. Ví dụ như mình thay ra 1kg 3 viên thì bổ sung vô 3,5kg 4 viên đó, nhiều hơn tí xíu nữa để cho con cá mình nó nhanh hồi phục. Thì như vậy là cá của mình sẽ cứu được toàn bộ 100% trong hồ nha. Giống như mọi người thấy là cá trong hồ của Đức Anh ở đây á, toàn bộ 100% bé cá đã cứu được rồi. Thì không phải là mình nuôi cá Việt mình mới xài tetracycline như là muối hột đâu mọi người. Tại vì trong cái thời gian vừa qua, nếu mà anh chị em cô chú mà theo dõi kênh của Nhân một cái thời gian dài á, mọi người sẽ thấy là mình hỗ trợ cho rất là nhiều anh chị, cá Việt cũng có, F1 cũng có, mà cá Nhật cũng có. Đó, không phải là cá Nhật, cá F1, những con cá mà nó có giá trị cao á, thì anh chị mình mua những cái loại thuốc nó đắt tiền thì nó mới có hiệu quả, không đúng đâu. Nó cũng tùy thuộc vào cái bệnh thôi. Ví dụ như là bị ký sinh trùng thì mình phải xài cái loại khác.
mình xử lý cái cách khác. Còn những cái bệnh mà thông thường giống như là bị stress nè, bệnh ngủ nè, thả trôi, không bơi, lật ngửa giống như trong hồ của Đức Anh á, thì tetracycline như là muối hột sẽ là chân ái nha. Thì cái hồ của mình tầm cỡ khoảng 2 hoặc là 3 khối giống như của Đức Anh, thì cái chi phí để mà mình điều trị cho cá nó dao động tầm khoảng 100.000 là mọi người đã điều trị được cho cá trong hồ của mình rồi. Vậy thì tại sao mình không sử dụng? Đó, tại vì có rất là nhiều anh chị đang phân vân như thế này nè. Giống như là mọi người lần đầu tiên mà chơi cá coi á, thì được một số anh chị, một số bạn ở trên cái diễn đàn, người ta chia sẻ rằng những cái loại cá mà cá F1, cá Nhật á, con cá có giá trị cao thì nên xài loại thuốc này, loại thuốc kia, những cái loại mà 500-700 ngàn một liều, 1 triệu, 2 triệu gì đó, đó thì nó mới có hiệu quả. Nhưng mà thực chất nó không phải nha. Có rất là nhiều anh chị đã tìm đến mình và trước đó mọi người đã xài rất là nhiều cái loại thuốc rồi và hầu như cái kết quả của nó rất là thấp nha. Ở đây mình không nói là tetracycline với là muối hột nó là hiệu quả tuyệt đối 100%, nhưng mà ở đây mình có một cái sự so sánh, có nghĩa là ví dụ như 10 hồ anh em tìm đến mình thì cái công thức tetracycline với là muối hột là 7-8 hồ là đã thành công rồi, chỉ có 1-2 hồ ở đây không phải không thành công mà cái tình trạng mình để nó quá nặng, giống như là nó lật ngửa mà cái kiểu nó không còn thở được thì cái đó là mình cứu không được, hoặc là cái hệ thống lọc của anh chị em cô chú mình nó cực kỳ yếu, nó quá yếu đi, nó không tải nổi thì con cá của mình nó mới không vượt qua được thôi. Còn khi mà cái hệ thống lọc của mình hoạt động tốt nha, nó hiệu quả giống như của Đức Anh thì mình đảm bảo với lại anh chị em của chủ mình luôn, tetracycline như là muối hột nha, đúng 3 ngày là con cá của mình nó sẽ hồi trên 80%. Mọi người tin mình đi, trong cái thời gian vừa qua thì mình hỗ trợ cho nhiều anh chị em của chủ mình lắm. Ở đây thì mình hỗ trợ cho mọi người hoàn toàn miễn phí, chia sẻ đam mê thôi, chứ không phải là mình BR sản phẩm hay là gì. Tại vì á, tetracycline như là muối hột á, anh chị em của chủ mình nên nhớ là mọi người ra ngoài tiệm thuốc tây á, mình mua chỉ có 5-7 ngàn một vỉ thôi, ở đâu cũng có, anh chị mình ở bất cứ cái thành tỉnh thành nào mình nghĩ nó cũng đều sẽ có bán hết. Tại vì cái này mình dùng cho người đó, tetracycline cái dạng bột cũng có nè, mà dạng viên nén cũng được. Ví dụ như mình mua cái dạng bột không có thì mình mua cái dạng viên nén, nhưng mà giờ chịu khó là mình vã cho nó nhuyễn ra đó, mình pha vào bên trong nước đó, là mình cho nó vào bên trong hồ, cứ 10-12 viên, mọi người cho nó nhiều hơn 1-2 viên không sao hết. Có nhiều anh chị hỏi là bây giờ hộn khói cho 10 viên 12 viên, lỡ cho 13-14 viên có sao không? Không ảnh hưởng gì hết nha cả nhà, nó không ảnh hưởng gì hết. Cái hồ của mình càng lớn thì có thể là mình giảm cái lượng thuốc lại nó cũng không sao, 20-30% cũng không sao, hoặc là nhiều hơn cũng không sao. Tại vì có nhiều bạn là hỏi mình là anh Nhân, thấy anh Nhân là chia sẻ là một khối của mình là 12 viên, tại sao em bắt ra ngoài cái thao nó chỉ có 30 lít 50 lít mà anh Nhân nói em là cho là 2 viên, là vì sao? Tại vì khi mình cho ra cái thao cái tan nhỏ thì cái thuốc mình cho nó nhiều hơn tí xíu, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, nhưng mà dưới một cái điều kiện khi mà mình đánh thuốc với lại muối thì oxy của mình phải mạnh, tại vì hai cái loại này nó làm cho con cá của mình dễ bị ngợp lắm. Anh chị mà không có tăng cái hàm lượng oxy á, nó dễ làm cho con cá trong hồ của mình bị ngợp, và khi nó ngợp rồi nó khó thở cũng sẽ cứu không được nha cả nhà. Vậy thì cái điều kiện để mà mình cứu cái đàn cá trong hồ của mình nó gặp những cái hiện tượng thả trôi, không bơi, lờ đờ giống như của Quốc Anh là gì? Cái đầu tiên là bổ sung thêm thuốc và muối, cái thứ hai là hệ thống lọc của mình phải hoạt động hiệu quả, và cái thứ ba không thể thiếu trong hồ cá con của mình đó là oxy phải mạnh nha cả nhà. Đó thì những cái yếu tố này nó sẽ giúp cho con cá của mình nhanh chóng vượt qua. Và mình nghĩ là những cái hồ mà anh chị em coi chúng mình đã đi vào hoạt động một cách ổn định rồi, khi mà mình bổ sung thêm cá mới nó gặp những cái hiện tượng giống như của Quốc Anh á, thì anh chị mình cứu nó dễ lắm. Chỉ ngại là những cái hồ mà cái lọc của mình hoạt động kém, nó không hiệu quả, đời nước nó dơ, nó làm cho con cá của mình bệnh á, thì lúc này mình điều trị nó mới khó, tại vì mình phải set up lại từ đầu, từ ngay chỗ phần lọc của mình đến cái quá trình mà mình xử lý thuốc với lại muối nha cả nhà. Đó, thì ngày hôm nay nhân tiện em Quốc Anh cũng vừa mới cứu một cái đàn cá của mình bị bệnh cũng khá là nặng khi mà mình bổ sung thêm cá mới á, thì nhân chia sẻ lên đây để cùng với lại anh chị em của chú mình giao lưu. Mong rằng video này của mình với lại Quốc Anh á sẽ giúp ích được cho nhiều anh chị em của chú mình đang tìm một cái liều thuốc để mà mình phòng sẵn, để chẳng may một ngày nào đó mình mua cá Nhật, những con cá có giá trị cao về mà nó bị cái hiện tượng giống như của Quốc Anh, thì anh chị em của chú mình có thể là tham khảo mình khắc phục nha. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Mong rằng video này của mình sẽ giúp ích được cho nhiều anh chị em của chúng mình nha. Mọi người xem video mà thấy những cái em Nhân chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần mình làm thêm những video kế tiếp nha. Đại diện cho bên kênh Á Quốc Anh, anh cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ quá trình điều trị bệnh cho cá lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì anh chúc cho em và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe, anh chúc cho công việc của Quốc Anh làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công thật là nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mà Nhân chia sẻ nó hữu ích thì một lần nữa hãy cho mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần ra mình những video kế tiếp nha. Hẹn gặp lại mọi người trong một video kế tiếp nha.
Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with thoughts.